Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX vừa ban hành quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện hạn chế giao dịch. HNX chuyển FLC sang diện hạn chế giao dịch trên cơ sở xem xét báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Lý do FLC chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày. FLC vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25 tháng 5 và chỉ được giao dịch vào phiên cuối cùng hàng tuần thứ 6 trên Upcom. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, FLC phải có văn bản giải trình gửi HNX về nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Quyết định cho phép cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại ghi nhận sau khi FLC công bố lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX. FLC cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn UHI đã có dự thảo các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán, UHI và FLC đang cùng thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp. Theo văn bản của FLC, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 chính thức sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25 tháng 5 năm 2023. Tập đoàn cam kết sẽ gấp rút hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Ngày 13 tháng 2, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE công bố thông tin về việc hủy niêm yết đối với mã cổ phiếu FLC của công ty cổ phần tập đoàn FLC. Cụ thể, gần 710 triệu cổ phiếu FLC với mệnh giá 10.000 đồng trên cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết. Như vậy, giá trị chứng khoán bị hủy niêm yết là hơn 7.099 tỷ đồng. Quyết định do ông Trần Anh Đào, Tổng Giám đốc HOSE ký và ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 20 tháng 2 năm 2023. Lý do hủy niêm yết là tập đoàn FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Tình huống này thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm 0 khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020. Theo VTC News, trước đó HOSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9 tháng 9 năm 2020. Theo HOSE, FLC đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết. HOSE cho hay, FLC chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên dù đã qua 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31 tháng 12 năm 2021, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay. Mới đây, tập đoàn FLC công bố về việc triệu tập phiên họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023. Theo đó, phiên họp cổ đông bất thường lần này dự kiến tổ chức vào ngày 4 tháng 3 tại tòa nhà Bamboo Airway, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của FLC được tổ chức vào ngày 5 tháng 2 đã không thể diễn ra do số cổ đông tham dự không đủ trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Nội dung đại hội cổ đông bất thường là để miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đặng Tất Thắng, nguyên phó chủ tịch FLC, đồng thời dự kiến bầu bổ sung hai thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2022, ông Đặng Tất Thắng được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị FLC sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt do tội làm giá chứng khoán. Đến ngày 2 tháng 7 năm 2022, FLC tổ chức đại hội cổ đông bất thường và bầu ông Lê Bá Nguyên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Bản thân ông Đặng Tất Thắng vẫn làm phó chủ tịch hội đồng quản trị FLC và đến cuối tháng 7 năm 2022 thì ông này xin nghỉ vì lý do cá nhân. Theo Xuân Việt, cuộc họp Đại hội Cổ đông Bất thường lần 2 năm 2023 vào 4 tháng 3 tới đây có nội dung chính của cuộc họp bất thường lần này vẫn là để thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của ông Đặng Tất Thắng, người đã có đơn từ nhiệm Phó Chủ tịch Tập đoàn từ cuối tháng 7 năm 2022, cũng như rời ghế Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bamboo Airways.
Đồng thời, tại đại hội cổ đông bất thường lần này, FLC cũng sẽ bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện hội đồng quản trị FLC nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ bao gồm 4 thành viên là Chủ tịch Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch thường trực Bùi Hải Huyền, Phó Chủ tịch Doãn Hữu Đoàn và thành viên hội đồng quản trị độc lập Lê Thái Sâm. Tại phiên họp bất thường hồi đầu tháng 2, đại diện FLC cho biết doanh nghiệp này có hơn 64.700 cổ đông. Theo luật sư Nguyễn Hưng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Phúc Khánh Hưng, khi cổ phiếu bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thì nhà đầu tư vẫn được đảm bảo về nguồn sở hữu với cổ phiếu và doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đảm bảo cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Nói cách khác, với cổ phiếu đang được sở hữu thông qua công ty chứng khoán FLC thì nhà đầu tư vẫn là cổ đông của công ty. Việc hủy niêm yết này không làm thay đổi quyền lợi của họ với tư cách cổ đông của công ty. Tuy nhiên, việc hủy niêm yết sẽ khiến cổ phiếu của họ không được giao dịch, mua bán, chuyển đổi trên sở giao dịch chứng khoán. Nói cách khác, số cổ phiếu này sẽ bị đóng băng, không thể chuyển đổi thành tiền mặt được, luật sư Nguyễn Hưng nói. Theo quy định, khi cổ phiếu mà nhà đầu tư mua bị hủy niêm yết thì vẫn có thể giữ được giá trị bởi pháp luật đã quy định các công ty có cổ phiếu bị hủy niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom, hệ thống giao dịch cho chứng khoán chuyên niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức vận hành để đảm bảo rằng cổ phiếu của nhà đầu tư vẫn có thể được mua bán như mong muốn của nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc giá trị cổ phiếu có còn đạt giá trị cao hay có được thanh khoản một cách dễ dàng hay không lại là một câu chuyện khác. Bởi việc bị hủy niêm yết chứng tỏ cổ phiếu của tổ chức phát hành không đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe để có thể giao dịch trên sở chứng khoán, đồng nghĩa với việc bị giảm uy tín dẫn đến khó mua đi bán lại. Trên thực tế, mức giá giao dịch tại Upcom thường khá thấp so với sàn có niêm yết là HOSE và HNX. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC bị bắt để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán, các công ty thuộc hệ sinh thái FLC cũng bị chao đảo. Trong đó, FLC Faros, Mã Rốt đã bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. SAI, Nông Dược SAI và AIT, chứng khoán BOS đều bị đình chỉ giao dịch. Mã AMD, đầu tư vào khoáng sản FLC Stone bị đưa vào diện kiểm soát. GAB, đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC và KLF, đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS bị hạn chế giao dịch. Theo báo Xây dựng, trước thời điểm ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bắt tạm giam, FLC liên tiếp công bố kế hoạch đầu tư vào loạt dự án mới, đồng thời nghiên cứu đầu tư, xúc tiến pháp lý cho gần 300 dự án trên hơn 40 tỉnh thành cả nước và tiếp tục mở rộng quỹ đất từ Bắc vào Nam. Đáng chú ý, đầu tháng 2 năm 2022, FLC cũng đề xuất chi tiết kế hoạch đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Smart Eco City tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.154 ha, tổng mức đầu tư 80.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Trịnh Văn Quyết bị bắt, nhiều địa phương như Thanh Hóa, Bình Phước, Kon Tum, Hòa Bình, Lâm Đồng, Quảng Ngãi đã có động thái dừng xem xét, thu hồi chủ trương nghiên cứu, khảo sát và chấm dứt hoạt động loạt dự án của FLC. Lý do chủ yếu được đưa ra là các dự án được chấp thuận chủ trương lập quy hoạch nhưng tập đoàn vẫn chưa triển khai thực hiện, chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư. Không những vậy, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của FLC bị dính vòng lao lý. Tập đoàn này cũng gặp khó khăn về tài chính và liên tục nhận được chát truy thu thuế, cưỡng chế thuế từ các cục thuế địa phương do nợ thuế. Ngày 3 tháng 8, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu trích tiền phong tỏa tài khoản của FLC tại 3 ngân hàng để cưỡng chế 226,3 tỷ đồng nợ thuế. Tại địa phương này, FLC nợ khoảng 450 tỷ đồng tiền thuê đất, trong đó hơn 220 tỷ nợ quá hạn của dự án Trung tâm Hội nghị Khách sạn Nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình. Sau đó vài ngày, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng đưa ra 9 quyết định gồm tiến hành cưỡng chế thuế gần 72 tỷ đồng với FLC do tập đoàn này có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định và xử phạt hành chính 11,5 triệu đồng do FLC chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Sau Quảng Bình, Hà Nội, FLC tiếp tục bị chi cục thành phố Sầm Sơn, Quảng Xương cưỡng chế thuế hơn 130 tỷ đồng. Đến ngày 5 tháng 9, FLC lại nhận được các quyết định của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng. Tổng số tiền bị cưỡng chế khi đó là hơn 448 tỷ đồng. Chưa có dấu hiệu dừng lại, FLC thông báo đã nhận 3 quyết định cưỡng chế thuế từ Cục Thuế tỉnh Quảng Bình từ ngày 28 tháng 9. Lý do cưỡng chế là công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế lần này là hơn 457,7 tỷ đồng.
Gần đây nhất, FLC ngày 14 tháng 12 cho biết công ty đã nhận 16 quyết định cưỡng chế thuế từ Cục Thuế thành phố Hà Nội với tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 76 tỷ đồng. Lý do được đưa ra là FLC có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật quản lý thuế. Nối tiếp khó khăn, công ty cổ phần FLC nằm trong danh sách các công ty đang nợ Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Hà Nội công bố. Cụ thể, FLC đang nợ Bảo hiểm xã hội của 295 lao động trong 11 tháng với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Cũng thuộc FLC, công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC, FLC Home nợ Bảo hiểm xã hội của 72 lao động đã 9 tháng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Liên tục trong những tháng gần đây, FLC đều được nêu tên trong danh sách đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài với số tiền lớn. Với việc cổ phiếu bị hủy niêm yết, có thể thấy FLC đang đối mặt với những thách thức rất lớn cả về nội bộ và hoạt động đầu tư kinh doanh. Nhà đầu tư, cổ đông đang trông chờ vào cuộc họp sắp tới của FLC để xem những nội dung được triển khai có thể cứu vãn FLC được phần nào. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.